Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ấn Quang. 57 lời khai thị về danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 31. Hôm qua nhận được thư của Hội Phật Giáo ở Quý Địa gửi đến bằng đường hàng không. Biết đức Cam Túc bị hằn hắn, chẳng khác gì thiểm tay, khốn ngăn cảm thương. Quý hội cầu đảo đã tròn 21 ngày vẫn chưa đổ mưa. Ngụy Huệ Tư do thấy tăng chúng núi Linh Nhâm đều là hạng chân thật tu hành, liền gửi thư xin mở Phật thất cầu mưa. Nhưng tình trạng tai nạn quá dữ dội, chỉ đành tận tâm tận lực mà làm thôi. Chữ được mưa tròn khắp hay không thì chẳng thế nào lo toan trái nghịch được. Thư của Huệ Tư gửi tới bằng đường hàng không cũng nhận được vào buổi chiều. Tôi liền gửi thư cho Linh Nham. Trong hôm 16 thỉnh 20 vị tăng niệm thánh hiệu Quan Âm suốt 7 ngày để cầu các nơi bị hạn đều được mưa chút xuống. Theo lệ, để mời 20 vị thì phải tốn 200 đồng. Quan đã thay mặt quý hội bỏ tiền ra, chẳng cần phải gửi khoản tiền ấy đến nữa. Quý hội hay nên thông cáo khắp nhân dân trong vùng cùng niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không cần phải làm nhiều nghi thức rườm rà. Chỉ đem công đức niệm Bồ Tát để hồi hướng cho các vị linh hiển thần thông trong chốn núi non được tăng trưởng oai phước, hồi hướng cho các cô hồn đều được vãng sanh Tây Phương, sau ra sẽ hữu ích hơn. Ngày như tế lễ thần thánh cũng đừng dùng đồ huyết nhục, chuyện gì cũng lấy thành kính làm gốc, chứ không phải là do nghi thức chỉnh trọng cho đẹp mắt. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 624, thư trả lời cư sĩ Quách Hang Nho. Khai thị số 32. Từng nhớ năm Dân Quốc 11, 1922, quan đến đất Thượng Hải, trụ tại chùa Thái Bình. Cư sĩ Dân Dịch Phiên do chiếc tàu thủy Đại Thăng bị hóa hoàng, muốn làm Phật sự để cầu siêu cho các nạn nhân. Quan khuyên ông ta nên mở niệm Phật thất, lại khuyên người chủ quản công ty ấy tham dự niệm Phật thất cho đến mạng thất. Ấy là vì niệm Phật có lễ thù thắng hơn công đức của những thứ Phật sự khác, vì muốn cho những người bị chết cháy, chết đuối được hưởng lợi ích chân thật, cho nên khuyên chuyên nhất niệm Phật. Năm trước, vợ ông Dân mất, muốn làm Phật sự, gửi 100 đồng cây quan làm Phật sự. Do vậy, bèn mở một niệm Phật thất tại chùa Pháp Vũ, núi Phu Đà. Đêm viên mãn Phật thất khá có linh cảm. Đối với niệm Phật, ông Giang đã sẵn mong lòng hết sức thiết tha. Cái nhà bị ông ta cảm hóa, niệm Phật cũng rất thiết tha, chân thật. Do vậy, trong khi tăng ma, cả nhà đều niệm Phật. Chẳng phải chỉ có như vậy, do ông Giang khá có tiếng tăm nơi quê hương, ông cũng thường luôn khuyên người làng niệm Phật. Người trong một vùng đều bị ông ta cảm hóa. Phàm người làng đến Phúng Điếu, toàn tế phong, ông ta đều khước từ, bảo với họ
Phạm ai đến điếu tang, hãy niệm Phật trong thời gian cháy hết một cây hương, sẽ tốt hơn là tế lễ nhiều lắm. Do vậy, dân làng chia ra mấy ban, mỗi ngày một ban đến niệm Phật, niệm tới mấy ngày mới hết. Do có nguyên nhân này, con của ông Giang tên là Hữu Bằng, vào đêm viên mãn Phật thất tại chùa Pháp Vụ, nằm mộng thấy nhận được nhiều lá thư, liền cầm một bức lên Phật đường trên lầu để xem. Ngọn đèn trong Phật đường sáng hơn ánh chớp. Bóc bức thư ra thì chính là một bức vẽ về cảnh tượng trong thế giới cực lạc. Pháp Vụ mở Phật thất có tất cả 16 vị tăng nhân. Trước hôm mở Phật thất một ngày, quan đối chức tăng chúng nói: quý vị niệm Phật phải thật thà khẩn thiết thì mình là người mới điều được lợi ích. Do vậy mỗi vị tăng sĩ đều nghiêm túc. Đấy cũng là một cái nhân tạo nên sự linh cảm. Tình hình đại lược về chương này đã được đăng tên tờ Lâm San của cư sĩ Lâm. Muốn biết những nét chánh yếu, có thể tìm đọc trong báo ấy. Năm ngoái, cha của cư sĩ Giang Dịch Viên mất, ông ta cùng gửi tiền kệ quan mở Phật thất. Năm nay, bạn ông ta là Ngô Trường Vinh, có mẹ vừa mất, cùng gửi tiền cậy mở Phật thất. Thư ấy gửi đến Phô Đà. Thì hôm mùng 3 tháng đó, quan sang Thượng Hải. Mùng 4 đến Nam Kinh, mùng 7 trở về đất Hồ. Mới biết chuyện ấy, liền bàn bạc với Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình. Nhưng chùa Thái Bình đã nhận lời mở thất niệm Phật cho nhà ông Triệu Trúc Quân, chẳng thể cùng tiến hành được. Lại chuyển sang bàn bạc với cư sĩ Quang Biệt Tiều để lấy Phật giáo Tịnh Nghiệp xã làm đạo tràng. Quan cư sĩ chấp thuận. Do vậy hôm nay mở đạo tràng Phật thất tại đây. Cư sĩ Dân Dịch Viên bình sinh thích niệm Phật nhất, đề xướng pháp môn niệm Phật chẳng tiếc sức thừa, khá có linh cảm. Năm ngoái vùng Vũ Nguyên bị hạn hán, Dịch Viên khuyên mọi người nhất tâm niệm Phật. Chẳng đầy mấy bữa trời mưa một trận lớn, do vậy lập ra Phật Quán Liên Xã. Người tham dự liên xã đông lắm, cũng lôi cái quan làm hội trưởng danh dự. Niệm Phật có đủ mọi chuyện linh cảm khác nhau, những chuyện như cầu mưa, cầu tạnh và lành bệnh vân vân đều khá rõ rệt. Đồ biết niệm Phật lợi ích lớn nhất, đây chính là nhân duyên thứ nhất. Ngoài ra, năm ngoái cư sĩ Lý Văn Thư do người em dâu bệnh nặng đến chùa Thái Bình muốn làm Phật sự. Tôi khuyên ông ta mở niệm Phật thất. Bệnh của người em dâu đã được rất nhiều y sĩ chữa chạy nhưng chẳng lành. Vị thầy thuốc cuối cùng thương cô ta bị đau khổ khó thể chịu đựng, đã khuyên nên uống thuốc độc cho mau chết. Do vậy Văn Thư lập cách cầu Phật gia bị, nên đến đây bàn bạc với quan. Quan bảo mở niệm Phật thất. Không lâu sau quan trở về núi, cùng chẳng biết cô ta được lỡ ra sao. Đến mùng 7 tháng 4 năm nay, quan sang cư sĩ Lâm thăm Pháp Sư Đế Nhàn. Ông Lý Văn Thư cùng đến, cho biết năm ngoái vào hôm đầu tiên của niệm Phật thất,
cô em dâu ông ta nằm mộng thấy cô ta đến Tam Thánh Đường cùng với tăng chúng niệm Phật. Niệm Phật rất lâu, rất thanh thản, thoải mái, bệnh liền nhẹ dần. Vân thư bảo cô ta: "Ơ đã niệm Phật cho mà ở chùa Thái Bình, chứ không phải là Tam Thánh Đường." Cô em dâu cãi: "Không phải chùa Thái Bình mà là Tam Thánh Đường." Sau này hỏi thăm mới biết chùa Thái Bình chính là hạ viện của Tam Thánh Đường núi Phô Đà. Đủ thấy người bị bệnh nếu biết niệm Phật vẫn được Phật lực gia bì, khiến cho bệnh được lành. Chuyện này là một chứng cớ rõ ràng vậy. Trong tháng 7 năm nay, chính ông Lý Văn Thư bị bệnh. Đang lúc bệnh nặng, thỉnh mấy vị cư sĩ niệm Phật. Về sau, do hôn mê bất tỉnh nhân sự bèn thôi. Cái đó, người tới chuyện năm ngoái đã từng vì người em dâu mới niệm Phật thất, bèn sai người đến chùa Thái Bình hỏi tôi và Hòa Thượng Chân Đạt. Do hai người chúng tôi cùng chùa tại Phú Đà, ông Lý liền gửi thư xin chúng tôi sang Thượng Hải mở niệm Phật thất. Do nhằm tháng 7 đã qua khỏi kỳ dân hương tại Phú Đà, gặp đúng dịp thanh nhàn, chúng tôi liền mở Phật thất tại Tam Thánh Đường núi Phô Đà, chọn ngày 14 tháng 7 để khai đàn, ngày 20 viên mãn. Hôm 13, quan liền gửi thư cho Vân Thư. Hôm 17, ông ta gửi thư trả lời cho biết bệnh đã khỏi được 8-9 phần. Hiện thời, Lý Văn Thư đã hoàn toàn lành bệnh, chỉ có điều sức lực vẫn chưa được bình phục hoàn toàn. Lý Văn Thư bệnh nặng như thế mà nhờ Phật thất gia bị liền được khỏi hẳn bệnh. Linh nghiệm như thế, đấy là một chứng cớ rõ rệt thứ hai vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư Pháp Ngự Khai Thị tại Tịnh Nghiệp Xã. Khai thị số 33. Hơn nữa, phương Nam người bị chứng xương phù rất nhiều, dùng đu đũa tươi bọc vải buộc lên bắp đùi, bệnh thủng liền tiêu. Nếu không có loại tươi thì dùng đu đủ khô cắt miếng từ các tiệm thuốc để buộc cũng có hiệu quả lớn lao. Một cụ già dẫn người con gái 25 tuổi cùng đến quy y, nói đùi con gái bị phù thủng đã 7-8 năm rồi. Quan bảo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu túc nghiệp, lại bảo mua đu đủ. Không có loại tươi thì dùng loại đu đủ khô cắt miếng để buộc. Chưa đầy 4-5 ngày đã hoàn toàn lành bệnh. Hơn nữa, cô gái ấy mắc bệnh này đã 7-8 năm, chắc cũng đã từng chữa trị, mà sao họ chẳng biết cách chữa tuyệt diệu này. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Chí Phạm, lá thư số 1. Khai thị số 34. Hỏi: "Thế tục có chuyện niệm Phật đại để tiễn người chết, còn niệm Quán Âm nhằm giữ lại mạng sống. Vì thế, kẻ tu tịnh độ chưa tinh rồng và người chưa già khi lâm chung, phần nhiều do luyến tiếc cõi đời liền niệm Quán Âm. Người chờ niệm, phần nhiều ngã theo ý này, hoặc thuận theo ý muốn của giáo quyến
cũng niệm Quán Âm để chờ niệm, chứ không niệm Phật. Nếu lành bệnh thì cố nhiên không ấy nói gì, chứ nếu không đã gây trở ngại cho sự linh cảm do sân danh, mà còn làm lơ làng cỡ duyên sinh tay. Con chẳng biết nếu gặp phải hạng căn tánh ấy phải nên dùng biện pháp ra sao thì mới viên thông. Có phải là trước hết niệm Quán Âm để giữ tánh mạng cho họ, rồi đến khi họ đã chết bèn chuyển sang niệm Phật để tiện đi hay chăng? Hoặc là từ đầu đến cuối chuyên niệm Quán Âm cũng có thể khiến cho người chưa hết tuổi thọ sẽ được lành, tuổi thọ đã hết sẽ sanh về Tây Phương ư? Đáp: con người bị bệnh nặng liền hãy nên có ý tưởng vãng sanh, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ do niệm Phật mà được chống lành. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, nghĩa là tiêu tai, kéo dài tuổi thọ. Còn như vì người khác chờ niệm, há nên vì họ niệm Quán Âm lại còn cầu thọ cho người ấy? Cứ niệm Phật chưa hết tuổi thọ cũng có thể kéo dài mạng sống, niệm Quán Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh. Nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quán Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật công sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ khiến cho chóng chết ư? Trong lời đáp bên cạnh hai chữ si nhân, sư gạch giữa ba vạch để nhắc nhở những người sẽ chết sau này chứ đừng tự lầm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên. Quyển 4, bốn nhỏ đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Khai thị số 35. Hạ tuần tháng 2, nghe ngài từ Ổn Châu trở về, thân mắc bệnh ngặt, chân tay cử động khó khăn. Đương nhiên quan biết ngài bị tấm sâu nặng, muốn thể hiện ngõ hầu các đệ tử và hết thầy tư chúng phải sớm nỗ lực tu hành, đừng đợi đến lúc có ma bệnh vào thân sẽ chẳng dễ gì thoát khỏi. Dẫu trực tiếp dùng miệng nói còn e chẳng thân thiết, bèn hiện thân để nói. Có thể nói là đại từ bị sâu xa không chi hơn được nữa. Quan tự thẹn cạo pháp lưỡng tài điều khuyết, muốn bắt chước bày tỏ tấm lòng ngu thành nhưng không có sức, nên chỉ hỏi qua những người như Căn Kỳ, Căn Nhiên, Căn Vân, vân vân. Sau nghe Phật hỷ nói ngày bệnh đã lành, nhưng chân không thể đi nhiều được. Tôi cứ nghĩ rằng đi thì vẫn đi được, nhưng khó đi ra ngoài mà thôi. Hôm qua gặp mặt chủ trì Vạn Niên Tự là thầy Liễu Ngộ, hỏi thăm thầy cho biết ăn cơm nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tay chân tròn chẳng thể cử động được. Muốn ăn uống tiêu tiểu nhất nhất phải nhờ người khác châu toàn cho. Quan trọng nghĩ
tình hình bệnh tật như thế, làm sao hoằng pháp cho được? Rất có thể khiến cho kẻ hiểu biết nông cạn nói Phật pháp không linh. Bởi lẽ một vị đại pháp sư giảng kinh nổi danh mấy mươi năm trong thiên hạ, thân mắc bệnh ngặt, cầu thầy uống thuốc cũng chẳng thấy lành. Những gì ông ta hay nói, ý giáo tu trì chuyển được định nghiệp và thuốc A Di Đà chứa được vạn bệnh, đều là dối người. Nếu không dối người, vị pháp sư ấy hãy nên y giáo chuyển định nghiệp. Ông ta tôn sùng tịnh độ, sao không lấy danh hiệu Di Đà làm thuốc A Di Đà để uống đi? Lại lúc giảng giải phẩm phổ môn Quán Âm Viên Thông, không biết bao nhiêu là đạo lý. Nào là xưng danh cầu cứu Bồ Tát liền đến. Nếu đã như vậy, sao không buông xuống thân tâm, dốc hết tánh mạng chỉ tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu thân tâm đều được an ổn và được đại giải thoát, đạt được chẳng viên thông? Quan nghĩ người đời đa phần nghĩ như thế. Nếu như ngài ngưỡng cầu đại sĩ Rủ Đồng Từ khiến cho quý thể được khôi phục phước huệ cao rằng, thì những kẻ chi kiến nông cạn kia sẽ đoạn sạch hồ nghi, tăng trưởng chánh tính, đưa nhau ra khỏi đường tà vào trong Phật đạo. Ngõ hầu lời khắp mình người không gì chẳng tròn vậy. Ấy quả thật là dùng lòng đại từ bi hiện thân thuyết pháp, lợi ích lớn lâu thay. Theo cuốn Quán Âm Trì Nghiệm Ký của Châu Khắc Phục có chép câu chuyện bệnh tật gần giống như bệnh của ngài. Nhân phẩm kẻ ấy kém xa ngài một trời một vực. Kẻ ấy còn được Bồ Tát gia bì khiến cho tốt nghiệp nhanh chóng tiêu trừ, cố tật lành ngay. Huống chi ngài là người bậc nhất trong pháp môn trong hiện tại. Pháp đạo hưng suy tùy thuộc vào sự tồn vong của một thân ngài. Nếu có thể đem những gì ngài thường ngày dặn cho người khác về phẩm phổ môn và toàn bộ tinh thần viên thông của Quán Âm để xưng niệm hồng danh, thường chẳng lìa tâm ấy, sẽ được tiêu tốt nghiệp, lại được an ổn, khiến những kẻ trước kia đã sanh lòng dèm bắn chi cười Phật pháp chẳng linh, điều nương theo quy y tín phụng chỉ sợ bị tục hầu. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Trinh nhà Minh, tại đầu huyện Vu Quan, có một người bại liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân ăn xin ở chợ, thường bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh nhưng tính tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lời nói niềm khất thực gian nan. Thầy Thủy Cốc nói, nếu ông có thể phát tâm xuất gia nương theo đại lực từ bi thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo bèn xuống tóc thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mà vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm danh hiệu Quán Thế Âm và trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm. Vào mùa thu năm Mậu Tý 1648, chợt mộng thấy một bà lão kêu, người đứng lên, đứng lên. Người liệt nói, tôi là người liệt, sao đứng lên được? Bà lão dùng tay chỉ vào hai chân, cảm thấy chân thẳng ra
không co quắp nữa. Sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bản Nhai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Kỷ Cầu của ông Đường Nghi Chê. Quản Âm Đại Sĩ chuyên lấy việc tầm thanh cứu khổ làm sự nghiệp. Từ xưa đến nay, người được cảm ứng liệt khổ não nào chưa phải trăm ngàn vạn ức. Những gì được chép trong chuyện tích chỉ là đại lược thấy một hai kẻ trong ức vạn người mà thôi. Lẽ dĩ nhiên quan chẳng biết được ý ngài, cứ ước theo thiện kiến của mình mà luận, thì để thật sự được an lạc, chọn không khổ não, cũng nên cầu Bồ Tát cứu khổ, nêu gương cho đại chúng vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên quyển 1, lá thư số 57, thư hội thăm bệnh Pháp Sư Đế Nhàn. Khai thị số 36. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phụ tá Đức Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà, vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đối với mà thôi. Nếu chấp chỉ cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là dược pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được, nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hoa lành, gặp nguy thành an, và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần. Nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy và trẻ trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hoa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước, tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà vô quý hay bần tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa. Ngay như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chướng ngại. Cố nhiên hãy từ chối,
không chấp nhận. Nếu kể như vậy đến sinh, chỉ cho một chút, hắn sẽ từ chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cáu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Biển Thần trả lời thư cư sĩ Niệm Phật. Khai thị số 37. Quan Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi thường tịch quan, lại thủy tích trong ba cõi thật báo phương tiện động cơ. Thủy tích là thị hiện dưới một thân phận nào đó, tuy thường hiện thân Phật nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, thanh văn, duyên giác và thân trong sáu đường trời người lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chí tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thể hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một phần trăng vằn vặt dưới trời, vạn con sông đều hiện bóng. Dẫu nước nhỏ như một chiếc một giọt, thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chứng niệm Bồ Tát, thì liền ngay trong lúc niệm ấy, Bồ Tát bèn khiến cho người niệm danh hiệu Ngài được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kinh. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem bài tựa Thạch Ấn Vô Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm, là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán tinh nghe liền chứng được viên thông. Lúc đắc quả do quán sắc âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ, nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời có ngàn căn bệnh, nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo có người mấy chỗ nào và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy, pháp gì, chuyện gì cũng đều là cửa để thoát sinh tử thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải thì chẳng đáng gọi là Phổ Vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời Lý Ẩn Tẩu.